Chào cả nhà. Dạ con kính chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ hôm nay đó thì mình thay mặt anh Đức Nguyễn. Dạ mình thay mặt anh Đức Nguyễn mà gửi đến những bé trong đây đó là 9 hộ. 9 hộ thì gồm đó là 15 bé. Rồi dưới trong nhóm mình là 6 bé, là gồm bé An, bé Ngân, Tường Vi, Ngà, Thảo Nguyên, rồi với Tiên. Dạ thì hôm nay đó thì anh Đức Nguyễn gửi cho những bé tiểu học đó, mỗi một bé đó là 2 bộ đồng phục, còn bé An là 1 bộ áo dài và bé Ngân là 1 bộ áo dài. Và em thay mặt những bé đó gửi lời cảm ơn đến anh Đức Nguyễn rất là nhiều, và em chúc anh cùng gia đình luôn luôn thật nhiều sức khỏe và mọi điều thành công may mắn đến với gia đình của anh nha. Dạ thì mình xin mình xin nhắc đây là gia đình của chị Thúy là 3 bé 6 bộ, Kim Hương, Kim Linh 2 bé là 4 bộ, Trà My và em trai của Trà My là 4 bộ, 3 chị em của Ngọc Anh là 6 bộ, Phương Thảo là 2 bộ, Ngân Bình 2 bộ, cháu Cường 2 bộ, cô Bi 2 bộ, bé Bảo Ngọc là 2 bộ. Còn bên nhóm mình, Ngân 1 cái áo dài, An 1 cái áo dài, Ngà là 2 bộ đồng phục, Tiên 2 bộ đồng phục, Thảo Nguyên 2 bộ đồng phục, Tường Vi là 2 bộ đồng phục. Dạ thì những cái bé tiểu học đó đồng phục đó là mỗi một bé đó là 100.000, còn áo dài, đặc biệt là áo dài của bé An với bé Ngân, tiền vải với tiền may luôn đó là 500.000. Dạ bây giờ mình tới nhà của bé Kim Hương và Kim Linh trước nha. Dạ thì mình canh cái giờ mấy bé đi học đó, thì bé nào học buổi chiều thì mình trao buổi sáng, còn bé nào mà học buổi sáng thì buổi chiều mình đến nhà mình trao nha. Dạ thì cái tiền này thì em cũng gửi cho gia đình của mấy bé, nhờ gia đình của mấy bé chở mấy bé đi mua lần lượt cái xay cho nó vừa bụng đó. Rồi với mỗi một bé là học cái trường nào thì đồng phục ở trong nhà trường bán ra. Dạ chứ mình không có mua ở chợ được. Dạ bây giờ mình mời quý bà cô chú anh chị đi cùng với mình vô trao cho Kim Hương với Kim Linh trước nha. Chào con. Bà đó hết rồi con. Dạ bà ăn giống gì hả? Bà ăn sao hả? Chào bác. Dạ mấy giờ con đi học? Dạ 12 giờ. 12 giờ hả? Đồng phục này là con mua rồi đúng không? Dạ. Mỗi con bé 2 bộ. Hôm bữa tắm hỏi cô giáo là 100.000 bộ phải không con? Cái quần hình như... Hôm bữa hỏi nhà trường thì nhà trường hô 100.000 bộ. Còn cái này mua của ông thầy Hiếu. Ông thầy Hiếu hả? Ông thầy Hiếu, hình như tới 100 mấy mà cũng quên rồi. Vậy hả? Con bữa hỏi mấy cái cô trên đó thì cô nói 100.000 bộ năm nay đó thì tầm khoảng 100.000, thì con báo bên Mạnh Thường Quân là 100.000 rồi. Dạ. Dạ. Vậy là chính xác là bao nhiêu cô? Bữa nó mua quên mẹ. Nhưng mà con cũng lỡ báo cái giá tiền như vậy rồi. Dạ dạ. Đây thì đây là 2 bộ. Mỗi một bé 2 bộ thì đây là 4 bộ. Vậy bây giờ con gửi tiền lại ha. Dạ. Vậy là cái này mấy bé này học bao lớp? Lớp 6 hả? Đúng rồi, hôm bữa con hỏi là tiểu học. Dạ tiểu học, con hỏi trường tiểu học á, con hỏi cô Hoa. Còn cái này. Cái này lớp 6 đúng rồi, đúng rồi, lớp 6 bởi vậy 100 mấy đúng rồi. Rồi vậy là thiếu mấy chục đó, có gì mẹ bù ha. Dạ mẹ bù. Con nhớ là mấy bé này là tiểu học hết. Dạ. 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 Có gì dạ có gì lần sau rồi chú Đức Nguyễn bù cho con ha. Dạ. Tại tấm báo giá là 100 điều hết rồi. Lần nào cũng giúp đỡ cho. Dạ. Vậy bây giờ con xin gửi cái phần tiền 4 bộ đồng phục này lại là bố 400.000 ha bác. Cho con gửi lại thì trả lại cho mẹ của bé. Rồi con phanh tay cảm ơn. Cảm ơn chú Đức Nguyễn này với cảm ơn
chú đó, vợ con rồi là hết chưa? Dạ có gia đình có con cái à. Dạ, dạ. Tôi cũng thay lời cảm ơn chú ơi, chú Thím với chú Đức Nguyễn với Thím đó, với mấy cháu rồi là cảm ơn. Dạ dạ. Tôi không biết nói gì hơn, thì giờ cảm ơn. Thì Tám cũng chúc cho hai bé tụ trường đi học á thì có nhiều sức khỏe nha. Dạ. Học á thì cho tốt, xuất sắc nha con. Dạ. Học mình. Rồi vậy thôi đi con chuẩn bị ăn cơm nước gì đi, lần chuẩn bị đi học ha. Dạ. Thôi Tám đi. Dạ. Nhà cũng đi bác ơi. Dạ, dạ. Cảm ơn hai cô nha. Dạ dạ. Tới nhà của gia đình của chị Thí nha. Chị Thí này ở trọ. Ờ, bữa nay gặp nhiều dữ rồi chị. Bữa nay hả? Cái này nó nhiều khâu dữ vậy đó hả? Nhiều công đạo đó. Vậy hả? Này là xả hả? Xả nghe. Xả gặp ra hả? Ông Vũ mang chó đi đi ông nhịn. Rồi cái này bây giờ mình bẻ bằng máy vậy đó hả? Dạ cái này là mình gặp vậy nè chị. Vậy đó hả? Dạ. Cái này bẻ tay gì nổi? Dạ, mình gặt như vậy nó lúng theo cái khuôn của nó vậy nè. Vậy đó hả? Mướn người ta lãi nữa. À. Vậy mình mới gáp vô hoàn thành, mình mới giao cho người ta. Nhìn đã quá. Mới lấy tiền. Vậy đó hả? Dạ. Cái này mình làm đều, cái mình để xuống là dính, để xuống là dính nha. Dạ. Còn nếu như lạ thì nhiều khi cái bự cái nhỏ. Dạ. Mình sẽ đúng nghe cỡ của nó mình mới dập được. Chào bác. Chào mấy con. Dạ. Rồi mấy con học buổi gì ạ? Con buổi sáng không à. Rồi. Dạ, hai bé này là học hai buổi, còn con học buổi chiều. Vậy hả? Nó học lớp 6 rồi, chị học trường dưới, không có xe, nó không ra bắt đưa rước, cực quá. Vậy hả? Dạ, trường vậy, dưới hả? Dạ, trường dưới á. Xa không? Xa, ra gần hết quận Bình ở dưới á. Trường An Châu hả? Dạ, trường gì? Qua cầu Chắc Lao không? Qua cầu Chắc Lao, tốt dưới nữa. Tốt dưới trường nữa. Bỏ vô B. Qua khỏi. Qua khỏi nữa. Rồi bây giờ là phải đưa rước hả? Dạ, bắt đưa rước. Chiều tới 5 giờ rưỡi nó mới về. Đưa nước cho con. Nó mượn quá dễ, điện về chạy xuống cướp nó. Vậy hả? Dạ. Nhà trường kêu mua máy nữa, rồi máy tính gì đó đó, em cũng muốn kêu mua máy tính gì đó 500 mấy nữa. Dạ, nhà sách mua. Mua máy tính Lan Ngọc hả? Dạ. Dạ, máy tính sách tay. Là con hả? Con học lớp mấy? Lớp 6. Ờ, vậy là năm nay nó vô lớp 6 hả? Dạ. Trường kia mua cái máy gì đó 500-600, nhưng ông thầy nói có 500-600 gì đó. Nó chưa khả năng, chưa có mua được. Rồi mình làm cái sổ hộ nghèo được chưa? Chưa chị, mình không có hộ khẩu ở đây, nó không có chịu làm. Vậy hả? Vậy là đâu có miễn được đâu. Dạ không. Vậy là tiền trường là mình phải đóng hết. Dạ, tiền trường đóng. Rồi mấy bé này đóng tiểu học là một bé nhiêu? Em chưa có biết nữa, chưa có thông báo, vừa thấy dán gì chưa, em chưa biết nữa. Con bé đó nhà trường kêu đóng mà nó chưa có tiền, nó hoàn cảnh khó khăn, rồi nhà trường kêu cơ làm xin miếng giấy giảm học phí có được không? Không được thì đóng cũng triệu mấy. Vậy là mình đang làm đợi giấy thôi, coi bên nhà trường việc không ha. Dạ. Chứ không dám, ta không cho. Cái này mình đâu có cái nhà đâu mà mình làm mà sổ khẩu được đúng không? Dạ. Có cái nhà cũng. Bởi vậy em cũng ham ao ước được có cái nhà nên chuyển hộ khẩu về đây cho mấy đứa nó học hành, chứ em lo hết nổi rồi. Có cái nhà đâu, không phải có cái nền nữa. Trước tiên phải có cái nền. Không có cái nền, xin nhà từ thiện được. Như bây giờ mình tìm cái nền ha, còn cái sườn nhà đó thì bên Tư Thiện có thể là cho được không? Cái nền bây giờ nhiều nền giờ rẻ gì trong quê gì cũng 200-300 ngán quá. Chỗ khu dân cư đằng này nè, cái một cái nền nhiêu? Trời ơi, tới 1 tỷ mấy rồi. Dữ hả? Vậy em ở mỗi lần là tới 1.2 tỷ rồi đó. Vậy em ở đó. Ờ. Vòng vòng này không còn 300-400 rồi nè. Vòng vòng gì là 300-400 rồi nè. Bởi vì em lên tới đó là đâu nổi đâu. Vậy là 400 cho lại. Rẻ.
thấy thì giới mà chung cư bây giờ bạc tỷ à, kiếm trong quê trong hẻm gì nè là 300 rồi đó. Chỗ cỡ đó ta kiếm tới 1.2 vậy hả? Vậy đó là 1.2 nói vậy cũng không, mình vô cái cánh đồng đồng á, cái cánh đồng đồng cũng như mình nhờ họ chia rồi chia lại thôi chứ ở ngoài này mua dễ gì nổi. Ngoài này á mắc quá chẳng nổi nữa mà mua sau lưng của người ta. Sau lưng ha. À, rẻ nhất là bao nhiêu? Nếu như ở ngoài nè. Rẻ nhất cũng 300, 200 mấy. Đâu rẻ nhất từ 400 trở lại đó, không biết gì. Vậy đó hả? Mình có 200 mấy đó. Quá cao rồi. Đó, quá cao lắm. Giờ cao lắm. Rẻ nữa thì mua. Để ấy đi, rồi có mạnh quân nào giúp được bao nhiêu đi rồi mình tính nữa. Chứ giờ nó... giờ cần 10 triệu rồi vốn mua đồ gì mình làm nó là nhiều hơn cái mình làm gia công gì. Làm gia công nhiều khi á, em lỗ hoài, hỏi tiền góp lắp hoài giờ. Mình cần cái nguồn vốn là khoảng 10 triệu lần mình à. Dạ 10 triệu em mua lưới, nhưng em có hỏi người ta, ta được giờ người ta không có đầu tư lưới, đã lưới nó mắc quá. Nhưng người ta đầu tư sắt, mình lưới mình cây lưới 900 mấy. Dạ. Ngay giờ em cần 10 triệu, mua đủ 10 cây rồi. Rồi về mình làm là mình làm cái lợi đó đó dạ. Cái lợi nhuận đó là mình dạ đúng rồi, tại cái đó mình làm á lúc lên lúc sụp được, còn này nó giao chỉ chết giá 900 mấy à, còn kia kia nó sụp 800 mấy cũng có thì đúng rồi. Nếu như mình có nguồn vốn thì nó sẽ lợi nhuận dạ. cao hơn cái mình làm công cho người ta. Mình công như lỗ em hỏi em dài có 10 triệu mình góp rồi đó hỏi luôn giờ đang góp rồi. Rồi cái thằng nhóc áo xanh này là con ai? Con của bà chị thứ ba. Rồi ba mẹ bỏ rồi thôi, rồi người bỏ đi nơi hết rồi. Rồi không ở đâu được hết, em rước về đây em nuôi luôn. Được rồi, bé có học không? Một lần nó ở với ba mẹ, nó học lớp 3, rồi nó nghỉ. Bây giờ nghỉ luôn hả? Dạ, nghỉ luôn rồi, mẹ nó bắt nghỉ mấy năm nay rồi. Nay nó 13 tuổi rồi đó. 13 tuổi giờ con chưa bé hả? Dạ. Nó nghĩ anh học tới lớp 8, lớp 9 rồi đó. Cái nhầm nay là lớp 8, lớp 9 rồi ha. Dạ. Mới học hết lớp 3 nghỉ rồi. Học hết lớp con. 3 rồi. Vậy tám kêu cho con. Nó ôm nhách trong nhòm với heo, ba mẹ nó ôm nhách trong nhòm như vậy với em đỡ rồi đó. Không có 24kg hả? Mới nay 29kg rồi đó. Vậy đó hả? Còn mạnh cha nhậu, mạnh mẹ bỏ đi vậy đó. Con ăn đồ được không? Vậy hả? Đạo mày dữ lắm luôn đó. Thích mì hả? Rồi về đây con ở con kêu con kêu bằng mẹ luôn. Kêu bằng mẹ luôn. Nhớ kêu bằng gì? Em ruột của mẹ nó. Mẹ nó thứ ba, em thứ năm đó. Vậy là con của bà chị ruột. Dạ chị ruột. À, giờ nó về đây nó kêu bằng mẹ luôn. Rồi mẹ con đi đâu con biết không? Giờ ba. Ở trên mình quà cho nó mà không, lâu lâu mới xuống thăm lần. Lâu xuống cho được 100.000 viên nó ăn vậy đó. Nhưng không có cho tiền nhiều. Rồi con ở với mẹ Thí là được bao lâu rồi? Dạ cũng lâu. Lúc mà chị xuống đợt trước á. Đợt trước á hả? Là nó ra nó phanh tay đó dạ. Nhóc này đó hả? Ừ, nó đó. Dạ, tới giờ đó. Đợt chị tắm cho bánh xuân ô. Ờ là có ở đây rồi ha. Dạ. Rồi nhớ ba nhớ mẹ không? Dạ cũng nhớ. Nhớ hả? Nhưng mà ba mẹ đâu có về thăm hả? Dạ. Rồi ba là như mẹ Thí nói là bao lâu mới thăm một lần? Dạ cũng phải lâu, tuần mới xuống một lần. Nhớ khi ba tuần. Rồi một lần thăm gì có cho tiền không? Dạ có. Cho được nhiêu? Dạ là 50-100. Khoảng 50-100 ha. Ba làm công việc gì? Con không biết. Ổng có vợ khác rồi. Bây giờ con có bên vợ cũng nuôi á. Chị thấy ngồi sát sát vô đi chị thấy. Chị đó hả? Ừ. Trời ơi, rồi bây giờ con đọc chữ đồ rành không? Dạ rành. Đọc được hết ha. Dạ. Viết được không? Dạ được. Vậy hả? Đúng chính tả không? Đúng. Con thích đi học không? Dạ cũng thích. Hồi đó con học giỏi không? Dạ cũng khá, không giỏi lắm. Học khá hả? Nó cũng học tương đương với Phụng Phụng vậy đó. Nãy nó 13 tuổi thôi. Má lớn hơn với Phụng tuổi. Rồi con ở đây rồi con phụ mẹ Thí làm lặt vặt mấy cái gặp đó hả? Giặt đồ, nấu cơm, rồi nó làm nãy kia vậy đó. Bệnh cũng chạy mua thuốc, nãy kia cũng làm dữ lắm.
cũng giỏi nghiệp lắm, giỏi lắm. Vậy hả? Con thích học nghề gì không? Dạ cũng thích. Con thích nghề gì? Mà không có nổi. Nghề nào cũng được chứ mà chỉ sợ là không nổi thôi. Yếu quá, yếu. Nó có bệnh gì không? Không, nó yếu dữ lắm. Nhìn nó ốm, nó ở với ba mẹ nó không có lo cho nó ăn uống này đủ đó. Ốm về đây có 24kg đó. Có nhìn em khóc luôn á. Có khi tổng cảm thấy ăn liền đó. Sao kỳ vậy? Ừ. Biết nấu thì nấu cho. Em biết nấu ăn thôi. Biết nấu mì cũng mì để ăn thôi. Ăn mấy ra. Hết mì mới nấu. Vậy cố gắng đi ha con, bây giờ trước mắt là con phải giữ gìn sức khỏe đi, ăn nhiều vô ha, rồi có sức khỏe đi, rồi có Mạnh Thường Quân nào giúp đó thì Tám sẽ quay lại ha. Con tên gì? Thì con tên Tí. Tên Tí hả? Tên nhà biệt danh Tí, ở ngoài đường gọi là Tường. Trong giấy hả? Tên gì? Tường. Tên Tường ha. Dạ. Ở nhà gọi là Tí. Dạ. À, vậy đi nha con, cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Trời dạ. Ốm gì mà lòi xương trơn mấy cha ơi. Nhìn nè, xuống gì mà lồi hết á. Hôm nay nó đỡ dữ lắm, mà lên được 29kg rồi. Đỡ lắm rồi, hổm về nó chị bưng cái chén bưng không nổi. Hả? Rồi chén. Thổi áo ra, ra như cái ông già ngổ thuốc vậy. Vậy đó hả? Dạ, giải hai lần tí. Đàn ơi. Gắn ăn vô nha con. Dạ. Cô uống sữa không? Dạ, ít đi. Ừ. Bình thường có ai đâu cho sữa đâu uống đâu phải không? Dạ. Mì mà còn không có đủ ăn nữa làm sao mà tới sữa đúng không? Dạ. Ừ. Vậy cố gắng đi ăn con. Rồi có Mạnh Thường Quân nào đó, con có cái duyên với Mạnh Thường Quân nào đó thì Tám sẽ quay trở lại nha. Dạ. Tí đi, kêu Tí đi ha. Dạ. Tí Tường gì cũng giống nhau. Rồi thì hôm nay đó thì em thay mặt anh Đức Nguyễn gửi cho mỗi một bé là hai bộ đồng phục. Dạ. Thì bé nó mua lớp... rồi hết rồi. Thì bây giờ gửi tiền. Gửi tiền. Dạ. Bây giờ trao tiền. Trao tiền lại. Thì hôm bữa bé này học lớp 6 mà quên báo chứ với anh Đức Nguyễn là tiểu học hết trơn rồi. Là giá là 100.000 một bộ thì ba bé thì nó 6 bộ là 600.000. Dạ. Giờ mình trao tiền đi. Dạ. Anh Đức Nguyễn. Cảm ơn anh Đức Nguyễn nhiều. Anh đồng hành giúp em nhiều nhất. Dạ, cảm ơn chị Tám, cảm ơn anh Đức Nguyễn nhiều. Vậy là mà mua mấy bé đâu rồi ha? Dạ, em mua rồi hết rồi. Thì hỗ trợ mỗi một bé là 2 bộ đó. Dạ. Vậy là bây giờ đó là trước mắt là nhà trường là đầu tiền trường bé lớn này. Dạ, bé lớn. Tại vì ở dưới mình chưa có đóng rồi. Với bảo hiểm thôi. Còn mấy bé kia thì chưa có đòi ha? Chưa, mấy bé này em gu à. Ừ, chưa có biết nữa là đóng bao nhiêu nữa. Chắc cũng gần tới rồi, đại học không dài rồi. Vô học chính thức bữa thứ 2 tới nay. Ừ. Rồi vậy Tám chúc cho ba bé học cho thật tốt nha con. Dạ, cảm ơn Tám. Cảm ơn chú Đức Nguyễn đi con. Con cảm ơn chú Đức Nguyễn. Sang năm là phải lên lớp nha không? Dạ. Rồi thôi chị em về chị ơi. Dạ. Tắm về nha mấy đứa. Cảm ơn. Dạ giờ mình tới nhà của bé Bảo Ngọc nha. Bé ở đầu nhà của bà ngoại. Dạ. Dạ. Chào cô. Dạ, chào con. Con học buổi giờ sáng hả? Dạ. Tắm về học được không con? Được. Mua đồng phục chưa? Được chưa. Chưa hả? Ừ. Rồi con học rồi. Bài dở rồi sao? Có khó không? Cũng dễ. Không dễ hả? Học hiểu ha? Ừ. Học tư rồi hả? Vậy là tiểu học. Vậy là tiểu học là đồng phục một bộ là 100.000. Cái này là chú Đức Nguyễn những lần trước cũng có hỗ trợ cho quà cho con đó nhớ không? Ừ. Thì lần này chú hỗ trợ cho con là 2 bộ đồng phục. Ừ. Con Phan Ta cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Đức Nguyễn. Con Nguyễn Trân. À, dở rồi. À, chuẩn bị đâu ạ? Dạ, đi chơi trung thu với mấy bạn. Chơi trung thu hả? Hôm bữa thì nhận bánh rồi, hôm nay đi chơi phải không? Ừ. Ừ. Ừ, Tám cũng chúc con bước sang năm học thì có thật nhiều sức khỏe nha, học cho tốt nha không? Không. Ừ, rồi thôi Tám đi. Ừ. Dạ, giờ mình tới nhà của cháu Bi nha.
mình cũng vừa mới được biết là cháu Bi cũng mới nghỉ học năm nay à. Ba đâu rồi? Dạ ba đi mần rồi. À đi mần hả? Dạ. Ủa sao con nghỉ học uống rồi Bi? Dạ tại nhà khổ quá nè, không có tiền để đi học luôn à. Là con tốt nghiệp lớp 9 rồi phải không? Dạ. Bữa thi năm rồi con lớp 9 hả? Dạ, năm rồi lớp 9. À. Rồi lỗi gì? Nghe thì chưa biết nữa, tại con không có coi. Vậy hả? Dạ. Thì là chính thức nghỉ luôn rồi đó ha? Dạ nghỉ luôn rồi. Rồi bây giờ con làm công việc gì? Dạ hiện tại thì ở nhà làm việc nhà lặt vặt tiếp ba. Rồi bữa nào ba đi mặn thì có bữa được thì xin đi chung, còn không được thì ở nhà. Theo ba làm cái gì? Dạ ba làm hộ. Ừ, nếu vậy thì con đi theo phụ hả? Dạ phụ. Phụ chút để ba làm nhanh hơn, đi vô nghỉ sớm hơn. À. Cho ba đỡ mệt hơn xíu. Dạ. Con có muốn đi học lại không? Cái này chắc không rồi. Tại nhà giờ khổ quá không có học được. Vậy hả? Dạ. Con cũng muốn học lắm nhưng mà nhà thì khổ quá không học được. Bé này tên gì ta? Dạ con của ông chú Út. Chú Út tên Nghĩa, nhà kêu bằng Tý. Giống Cường đằng này quá à. Rồi ba cái này làm công việc đồ để xuyên suốt không? Dạ được, mần cũng được mà, nhưng mà dạo này cũng hơi mưa nên là mần nửa buổi là về. Thôi chị thôi cố gắng phụ ba đi ha. Dạ. Thì chú Đức Nguyễn này gửi tưởng đâu là con còn học cho nên là hỗ trợ cho con hai bộ đồng phục. Bây giờ con nghỉ học rồi thôi, bây giờ Tấm gửi tiền cho con ăn sáng nha. Dạ. Ăn sáng lần đi tiếp ba. Dạ được. Là 200 ngàn nha con. Dạ. Dạ. Cái này của chú Đức Nguyễn. Dạ. Dạ, dạ con cảm ơn Tám với chú Đức Nguyễn đã tiếp cho con đi học, nhưng mà con nghỉ học rồi. Vậy con cũng cảm ơn số tiền này, cảm ơn chú. Dạ thì cháu Bi bây giờ nói chung hoàn cảnh cũng khó khăn đó anh Đức ơi, cho nên ba bé thì làm bữa có bữa không, cuộc sống thì cũng khó khăn, cái nhà thì cũng chưa có sửa nào được nữa, nên là một lòng là cháu phải bỏ học. Dạ vậy thôi Tám về nha. Dạ Tám. Dạ. Dạ giờ mình tới nhà của cháu Cường với cháu Phương Thảo. Cháu Cường, cháu Phương Thảo cũng là anh em họ. Giờ mình vô mình cho cả hai bé đi học hai buổi luôn rồi. Chào cô. Này là bà nội của cháu Thảo. Nguyễn luôn. Mình chào chú Kỳ đó. Chào chú Đức Nguyễn luôn. Ngồi đó chị, ngồi đi chị. Rồi cháu Cường đâu rồi chị? Đi lên tỉnh học rồi sáng chê luôn. Đi học với bữa nay trung thu nữa phải không? Không. Ừ. Dạ, ở rồi. Đi học xong rồi ở đây giữ trung thu luôn hả? Đi học về rồi ăn cơm cái đi chảnh. Chảnh hay trung thu ha? À, đi chảnh rồi sáng chiều tập thể dục luôn. Con chưa chịu xuống trường. Trường cô cho lồng đèn với lại bánh trung thu luôn. Dạ chị thì hôm nay đó thì em thay mặt anh Đức Nguyễn đó gửi mỗi một bé là hai bộ đồng phục nha. Dạ thì đồng phục của tiểu học thì em bữa em hỏi là một bộ là 100 ngàn, hai bộ là 200. Dạ cũng như em đưa chị đó rồi. Dạ. Chị đặt đồ được chưa? Chưa, nó không về chưa đi đâu, mấy bữa gãy đào không chết, không có đi đâu. Dạ ba đi xuống chợ, tính đi xuống ngay chỗ bà cô gì ngay chỗ Khai Long mình nè. Cô Nhung. Ờ cô Nhung mới giờ rồi cô Nhung. Có bán. Dạ. Có. Tính kêu ông này thì cũng đặt giùm nó rồi không nói nhầm chờ cái chỗ đặt chỗ không đó rồi nó thôi đi. Tự. Dạ. Vậy chị vậy em trao tiền cho chị rồi đó là 200 ngàn đó. Có gì chị đặt nha, còn bộ này là cũ năm rồi hả? Cũ năm rồi nè, chưa có đặt mà. Bộ này mỏng dữ lắm rồi. Mỏng thế không lấy. Mỏng như lá lúa rồi, thôi mua đồ mới cho bé đi. Thì đó tính bỏ nó mua lại khác cho nó đó. Rồi cháu Thảo là mua xong chưa cô?
Nè. Nè hả? Này có Thảo đó hả? Ừ, Thảo nè. Còn bộ kia đâu? Bộ kia mẹ bạn đi rồi. Bộ kia đó đi học. Ừ, bạn đi học rồi, ngày hai buổi. Về là tôi giặt rồi, đào khô lấy này, cái đó cái kia, làm gì đó mới sạch chứ nó bạn tự dơ quá cô ơi. Phải thay đổi mới được. Thay đổi được. Như học hai buổi thì mình hai bộ. Hai bộ. Rồi thứ ba thì bạn kia. Bắt đầu tôi giặt lên liền chứ để nó đóng móc con mèo giờ lắm. Dạ, mà cháu Thảo học được không cô? Nó lấy nó gì nó học được đó. Nó chiều nay cô kêu lên họp kìa, họp phụ huynh gì để chiều lên hỏi coi nó học được không. Nó có lì thì cô quýnh nó đi. Nhỏ nó lì lắm, quýnh nó mới được. Vì nó học được, được. Nó à, được nha, tao hỏi cô được, đánh cho mày xem. Rồi rồi cô thấy nó về nó đọc bài được không? Chưa, về thì nó viết được á, tôi nói ráng học đi, bị mới vô đó cô. Rồi nó cũng chưa có gần gì không. Nó kệ mẹ đi ráng gửi đi năm hay năm đi, từ từ nó cũng biết. Dạ, tôi nói cái chú Đức Nguyễn đó hỗ trợ cho mày, cũng chú lo cho mày đó, mày ráng ăn học đi, rồi chú khen mày giỏi. Chứ để cho mày học mà biết chữ tôi muốn mày chết. Con biết rồi, gì nó viết nè, viết nghe, viết tầm bay tầm ba cú lúc đầu. Thằng bạo lực vậy đó. Ừ. Nó mới sợ. Ừ. Nó lì lắm cô ơi. Nó hùng hùng vậy mới sợ. Dạ. Dạ, vậy cô thay mặt cho cháu Thảo cô gửi lời đến chú. Vậy thôi cảm ơn chú Đức Nguyễn nha. Nhà chú cũng hỗ trợ này kia để cho cháu nó lên trường nó học. Chứ không có chú rồi chắc nó bị tiêu quá. Có cái gì đâu mà học. Này kia thôi cảm ơn chú nhiều nha. Dạ, còn bên đây là mẹ của cháu Cường. Cảm ơn Đức Nguyễn. Cảm ơn 80.000. Dạ dạ. Nó giọng thì nó quá. Nó chí nhìn ai. Nó tám cha. Trời ơi đâu sắp đẹp dữ rồi tao. Hống ra đó. Cơn mới còn nói còn. Ừ sao nó quắc luôn. Lý sao? Mới kia mất nổi em chân nhìn tung cũng không gần á. Hồi nãy lại hỏi nó hỏi gì chứ cũng không biết được mấy nó tám hả nè. Trời ơi thôi nhìn nó quắc quá cha. Nói chuyện có buổi với con. Ừ. Tiếng thì dốc nhưng mà nhìn nó đẹp. Dạ. Dạ vậy thôi con về nha cô. Thôi về chứ. Dạ. Nên 8. Dạ dạ. Tại lấy này xuống. Dạ giờ mình tới nhà của ba chị em Ngọc Anh nha. Dạ. Chào bác. Dạ. Ngồi đây luôn ha. Dạ. Con học buổi sáng hả? Dạ học buổi sáng. Này là logo trường hả? Dạ. À. Rồi gọi hai em kia đâu? Đứa đi học, đứa đi đánh ngoài trung thu rồi cô. Cũng là ngu dưới á, dưới trường học kia. Dưới trường học hả? Dạ. Ờ, mặt con sao nay mụn vậy ạ? Nóng mình hả? Dạ. Rồi mụn hết sức mụn rồi. Ăn đồ mát vô nghe con. Dạ. Ừ. Con gái thì cố gắng già cho nó đẹp. Ừ. Thì hôm nay Tám đến đó, thì Tám cũng biết đó là ba chị em là chưa có đồng phục ha. Thì hôm nay Tám thay mặt chú Đức Nguyễn gửi tiền cho mỗi một bé là hai bộ đồng phục. Dạ. Là con với hai đứa em là ba người là sáu bộ ha. Dạ. Sáu bộ. Ừ. Mà tu. Dạ chú Đức Nguyễn ha bác. Dạ. Thì Tám cũng có hỏi là mỗi một bộ là 100.000 tiểu học. Dạ. Thì sáu bộ là 600 ha. Dạ. Tám đưa tiền cho con rồi nữa con dẫn em đi mua ha. Dạ. Tại cái xây á Tám con tự lựa đi nó dễ hơn. Dễ nhiều khi à. Nhiều khi Tám mua cái mặt không được. Cũng với dạ. Mặt thử vừa lấy à. Dạ dạ đúng rồi, có sẵn nhà có trường cho à. Dạ. Anh đây cảm ơn chú đi. Con cảm ơn chú Đức Nguyễn. Con chúc chú Đức Nguyễn thật nhiều sức khỏe là làm ăn trong công việc nhiều hơn. À, thì Tám cũng chúc cho ba chị em có thật nhiều sức khỏe ha. Dạ. Học quá thì đạt thành tích tốt với dạ. Xuất sắc nha. Dạ. Rồi rồi ba người đi bằng tới Minh Hải với cắt lúa với cắt lúa mấy cắt đó rồi nó tới 2 tháng mới có gì được. Rồi bây giờ không có lên Bình Dương làm nữa hả cho ba? Không có lên ba nhỏ này nè. Rồi mẹ có về thăm không con? Dạ không. Vậy đó hả? Tiền bạc để ở nhà ăn canh tới đó nó về. Rồi ủa cái gia đình của Ngọc Anh đó là có xã hội nghèo không hả bác? Có cận nghèo mà chưa có tôi có cận nghèo. Bác thì cận nghèo còn gia đình của cháu là chưa có. Bây giờ là chú nhỏ này để cho cái nền nhà mà không có tiền cắt để chịu bác không có chịu. Dạ.
nếu như mình chưa có thuộc về hộ nghèo thì bên đâu có được miễn tiền trường với bảo hiểm đâu. Dạ. Vậy là mình phải đóng rồi. Phải đóng. Rồi con đóng chưa? Đóng tiền trường chưa? Chưa đóng. Dạ, tiền trường này nó không có đóng, đóng thì bảo hiểm không à. Vậy hả? Dạ. Vậy là bây giờ nhà trường là xét lại nha, mình hộ khó khăn rồi miễn ha. Dạ. Còn bảo hiểm là phải đóng. Dạ. Bảo hiểm bắt buộc. À. Vậy cố gắng nha con, cố gắng học cho thật giỏi nha. Dạ lắm gì. Thôi con về bác ơi. Dạ. Bây giờ mình tới nhà của Nguyễn Phúc Ngân Bình để coi cái hình như bé học buổi chiều. Ồ, đẹp dữ ta. Ồ, cười nữa kìa. Đẹp chứ hả? Con tên gì? Con Mèo. Bé yêu. Bé yêu. Ôi ôi, dễ thương không? Con bé Vi. Bé Vi, giỏi quá. Cái này em hỏi con hả? Dạ con có về. Dạ. Giỏi, ồ ồ lanh dữ, lanh hơn anh nữa rồi. Cảm ơn chú Đức là đi qua phụ hốt. Chú Đức. Là... Lớn đẹp tọt. Con ta lại. Cảm ơn chú Đức. À, là cái chú Đức Nguyễn này là hỗ trợ cho con là hai bộ đồ đồng phục đó nha, là 200.000 đó, là con mặc ở đây một bộ với một bộ bộ đây hả? Dạ. À. Rồi bộ con mới đi học hay vậy? Dạ. Vậy hả? Bữa nay đi học hay là đi nhận bánh trung thu? Đi học. Đi học hả? Không biết có, mẫu giáo lớp 1 có, hôm nay không biết có, lớp lớn vậy đấy không có. Vậy hả? Dạ. Vậy là ưu tiên cho mẫu giáo với mấy lớp nhỏ? Giáo lớp nhỏ, lớp 3 tư không có. Vậy hả? Dạ. À, chắc em nghĩ là có, chắc cũng có số lượng ít rồi chứ có, không nhiều. Có 1-2 đứa à. Mấy lớp lớn lỡ như được, tại hoàn cảnh mà khó nhiều. Dạ. Ừ. À. Vậy thôi, Tám chúc cho con học thật giỏi nha. À rồi. Cảm ơn hai con. À dở thôi. Chú Vy cảm ơn hai con rồi, thân tay lại. Thân tay lại đi con. Cô cảm ơn hai con. Thân tay lại. Dạ. Có nhận vậy đâu, cảm ơn. Cảm ơn hai con. Cảm ơn giùm anh đi. Thân tay lại. Thân tay lại. Cô chụp hình gà đẹp kìa, thân tay lại cô chụp hình. Thân tay lại, cảm ơn giùm anh đi. Lại thân tay lại. Trời ơi, giờ thân ta lại. Rồi vậy thôi, đi học đi ha, tắt về. Rồi. Dạ, bây giờ mình tới gia đình của bé Trà My nha. Hồi trưa mình có đến rồi nhưng mà hai anh em bé đi học. Bây giờ mình quay trở lại nè. Xua ở chơi ngoài xe đi con. Để mình dịch cho nó. Được, anh này được. Rồi tôi mới đi thấy con muốn rồi về tôi lặt con muốn rồi đây nè, rồi dưới mà vậy hả? Dạ, rồi nấu cơm rồi cho nó. Rồi bé Trà My với bé mà Dương Đình Trí. Dương Đình Trí đâu rồi? Nó đi rồi, đi ra ngoài rồi, đưa Trà My ngoài rồi. À, Trà My đi đâu? Trà My đi qua chợ Bình Hòa vậy. Đi qua chợ Bình Hòa tiếp với vợ tôi. Con tiếp mà xách đồ đồ đó, gửi vô bọc đồ. Nó bán hai buổi đó. Lặn chuyển đồ về đây đó hả? Cũng như nó bán rồi nó vô bọc rồi nó đẩy lên để gỡ đằng cái kho năm danh đó, rồi còn một tớp rau gác đồ thì nó chuyển về đây. Ờ vậy đó hả? Ờ. Vậy là bé đi học về rồi. Ờ vậy rồi. Về rồi, rồi bây giờ qua Bình Hòa tiếp mẹ. Ờ qua bệnh tiếp vợ tôi. Ờ rồi em hiểu rồi. Ờ. Thì ra là vậy. Ờ. Chú Bảy. Ờ bỏ thí vô đi rồi nó căng chú Bảy. Vậy thôi bây giờ không gặp bé Trà My thôi, em trao tiền cho anh đi. Hồi trưa cũng có lên gọi nhưng mà bé đi học chưa về, rồi chiều nay lên bé đi nữa rồi. Là anh Đức Nguyễn này đó là hỗ trợ mỗi một bé là hai bộ đồng phục. Dạ. Rồi hai bé đó là bốn bộ đồng phục là 400.000 nha. Dạ. Nha anh. Dạ. Rồi cảm ơn mà nhiều. Dạ thì bây giờ để em cộng lại luôn đi, là cái này là 400.000 là bốn bộ đồng phục nè. Dạ rồi với tiền của còn dư lại. Dạ em xin nhắc lại nha anh Đức, em nhận tiền của anh đó là 5.665.000 mà em tổng chi ra đó là 4.800.000 trừ 4.800.000 là còn cái số dư lại là 865.000.
thì anh có dặn em đó là sẽ cái số tiền dư này là trao cho hai chị em của bé Trà My để mà mua sách vở. Thì em xin nhắc lại nè, thì chín hộ thì gồm là 15 bé thì 30 bộ đồng phục là 3 triệu, mỗi bộ 100 ngàn, thì 30 bộ thì nó 3 triệu. Gồm bên đây thì cây trong nhóm em là 6 bé mà 4 bé thì nó 8 bộ, rồi với bé An với bé Ngân mỗi bé bộ áo dài là 500, 2 bộ thì nó 1 triệu nữa, thì tổng cộng 6 bé bên đây đó là 1 triệu 8, 1 triệu 8 với bên đây 3 triệu là 4 triệu 8 đó. Dạ, thì cái số tiền còn dư là 865 ngàn. Em sẽ trao cho, bây giờ bé Trà My đi phụ mẹ rồi, em sẽ trao cho ba bé Trà My. Dạ. 865 ngàn. Dạ, không có giấy 50 nữa nè, này đổi tiền không được. 65 2 4 55, nè anh cầm giùm em 55. Dạ, 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 dạ. Em lấy thêm 10 ngàn nữa. Đây 10 ngàn nữa nè, là 65 lẻ nè. Dạ, dạ. Em đưa thêm 800 nữa. Dạ. Nè anh thối em lại 200 đi, không có tiền lẻ. Nè, chị. Nè anh thối em lại 200 là đủ rồi. Nè chị. Rồi. Rồi. Dạ. Và cái như hồi nãy là 400 với cái giác này nữa là 865, là 1.265.000 đó nha. Dạ, dạ, dạ. Trước dạ. Sau đó là của anh Đức Nguyễn đó. Dạ, của anh Đức Nguyễn. Dạ, xin cảm ơn anh Đức Nguyễn mà giúp giùm cho con tôi để đi học, tôi mang gắt mang ơn nhiều. Dạ. Tôi gắt mang ơn anh Đức Nguyễn. Dạ, vậy thôi em đi về anh ơi. Dạ, dạ, về dạ, con dạ, còn dạ, trao trong dạ, nhóm nữa. Dạ, dạ. Cảm ơn dạ. Chị Đáp. Cảm ơn nhiều. Dạ. Cái phần cái tiền còn dư đại đó là anh mua sách vở cho mua sách vở hai đứa, chứ là mua quần đồ đạc quần áo cho nó. Dạ dạ đúng rồi. Dạ dạ vậy đó. Dạ. Dạ. Cái dạ, xin vậy là xin cảm ơn chị Tám với anh Đức Nguyễn nhiều. Dạ dạ. Cảm ơn. Giúp đỡ giùm con tôi kìa, nó dạ. Xuống đây con, xuống đây con. Rồi rồi đưa chị ra bến đò hả? Đưa chị nó ra bến đò. Hôm nay là chú Đức Nguyễn hỗ trợ là mỗi một bé là 2 bộ đồng phục nha con. Nó 2 bộ đồng phục. Rồi với sách vở nha. Sách vở. Đây. Hả? Nó đưa đi á. Con đưa chị đi bằng gì? Đi xe đạp đó. Xe đạp điện. Vậy hả? Dạ. À, rồi chị qua tới bển chưa? Rồi. Chắc đi rồi. Dạ. Dạ. À, Phanh Đa cảm ơn chú Đức Nguyễn. Dạ, Phanh Đa cảm ơn. Cảm ơn chú Đức Nguyễn. Cái này Dương Đình Trí. Dương Đình Trí, à, đúng rồi Dương Đình Trí. Rồi có đồng tiền rồi dễ thương quá. Dương Trí. Dương Trí. Dạ không, cái học được không con? Giống được. Nó học được, vô nó học ra đỡ chị. Nó học đỡ vô giờ lên là ông Ba Tám mà cản vậy nó. Dạ. Học đỡ ông nó học được. Học được hả? Học được. Vậy mừng rồi. Trời tôi giấy chị ơi, tôi nó học được rồi nó biết rồi tôi mừng, không bà bằng ai cho tôi không biết bao nhiêu nữa tôi mừng chị. Cho dạ. Nó biết chữ được rồi tôi mừng. Dạ, phải dạ. Biết chữ mới được. Phải cho nó biết mới được, biết đường biết chữ mới được, cho nó học, phải gán cho nó học mới được chị. Còn không biết coi như mình là thôi, như tôi vậy thôi, mù đi đêm chị Tám ơi, không có làm gì ăn gì được chứ. Dạ. Nên nó đi đồng đi bái gì không đâu được đâu. Dạ. Cái đời bây giờ là phải chữ nghĩa, phải cho giỏi, phải biết mới được, phải biết đường mới được. Dạ. Còn mình không biết rồi là chịu chết chị ơi. Dạ. Chịu. Học quán á thì nó tốt cho tương lai. Mình cũng chết rồi chị, mà phải vọng trong cái tấp này đây nè. Cho phải gắng lo cho nó đó. Chứ mình cũng chết rồi. Vậy cố gắng nha con, cố gắng học cho thật tốt nha. Nó chị thấy không kìa, nó mua cặp đó lên trên đó, mua nó đi về hai chị em đó, đứa con gái đó. Dạ. Nó học được lắm, nhỏ cái học giỏi lắm. Nhỏ cái học giỏi lắm. Mà có cái thằng này con của đứa nào học cũng đỡ chân. Dạ. Mà có cái thằng này nè. Chứ là đứa nào học cũng đỡ không học khá không à. Dạ, dạ. Nó học không có tệ. Dạ dạ. Mà tức ông nội nó đó thôi con mấy đứa bay gán dạy cho nó giùm tao con gái. Như dặn ông Bác Thám với anh ông Tâm Cảng. Ông đó tôi hiểu tới bằng bác rồi đó. Dạ. Rồi tặng cho nó biết xử giùm ăn hơn ông dữ dằn lắm. Mà nói là gỡ gắm ông nói tệ để tao dạy cho nó.
Dạ. Mà về chuyến này đỡ, có cái về gắng lo nó học, nó về rồi cái nó lo bài vợ, nó sợ không? Dạ. Nếu mà không thuộc thì là ổng nhốt vợ chứ coi. Dạ dạ thôi em xin phép anh em về, tại em rước con bé nó đi thì học kìa. Thì cho nên chở theo nó hơi quậy. Thôi cảm ơn chị Tám với cảm ơn anh Đức Nguyễn. Dạ. Cảm ơn hết trơn. Dạ, giúp đỡ giùm cho con tôi đi học là tôi rất mang ơn nhiều. Dạ. Mang ơn dữ lắm. Đó. Dạ dạ. Mang ơn. Dạ, giờ mình trao tiền cho mấy bé trong nhóm tiền đồng phục nha. Do bé An với bé Ngân đi học giờ này mới về, đường cũng hơi xa, hôm nay học 5 tiết á. Nên là mình quay hơi trễ. Thì bây giờ đó là bốn bé. Mỗi một bé đó là hai bộ đồng phục. Hôm bữa Tám hỏi đứa nào đó trả lời là 100.000 bộ phải không? Dạ. Thì hai bộ thì 200.000. Phanh đai cảm ơn chú Đức Nguyễn. Con cảm ơn chú sống lâu trật tự tiền giao duyên nước. Chuyện quan tiên. Là hai bộ đồng phục là 200 nha con, mỗi một bé là 200 hết. Dạ con cảm ơn chú, con với chú hành nghỉ sức khỏe, sống lâu trăm tuổi, hành công cho con nhiều lắm hết sống. Cái này chú hỗ trợ tiền để mua đồng phục mới nha con. Dạ. Nè, Thảo Nguyên. Con cảm ơn chú, con giúp chú công việc thuận lợi, thành công và sức khỏe dồi dào. Chuyện qua Tường Vi. Hai trăm luôn Tường Vi. Con cảm ơn chú hành nghỉ sức khỏe, sống lâu trăm tuổi. Còn An với Nhân là bộ áo dài là 500, tiền vải với tiền mai là một đứa một bộ nha. Dạ, cảm ơn chú, con chúc chú có thật sức khỏe, luôn là được nhiều may mắn và thành công trong công việc trong cuộc sống ạ. Bốn trăm chưa, để tao lấy thêm trăm. Năm trăm của Nhân. Dạ con cảm ơn chú, con chúc chú có thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Dạ thì em thay mặt sáu bé trong nhóm với 15 bé có hoàn cảnh khó khăn rồi chân thành cảm ơn đến anh Đức Nguyễn lần nữa nha. Dạ, như hồi nãy cái số tiền đó em cũng có trao cho cháu Trà My đó, thì em cũng có xin nhắc lại đó, là em nhận tiền của anh đó là 5.665.000. Thì cái phí hôm nay em chi ra mà để mua đồng phục cho mấy bé đó là 4.800.000. Thì còn dư lại là 865.000, hồi nãy em có trao cho ba của Trà My rồi. Dạ em cảm ơn anh lần nữa nha. Và cho mình gửi lời chúc sức khỏe đến quý bà cô chú, anh chị và các bạn rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng kênh miền Tây quê em An Giang. Và mình xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau nha. Bye bye.